bài toán mà điển hình ở trong cái chương trình toán lớp 4 đó là tìm số trung bình cộng của các số. Thì xin giới thiệu thầy tên là Diệp Hoàng Ân. Thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em về cái dạng bài toán này. Thì trước tiên khi chúng ta nhìn vào cái hình này, chúng ta thấy ở đây nó có hai cái cốc đo. Thì cái cốc thứ nhất là nó chứa 800 ml nước, cốc thứ hai là chứa 400 ml nước. Nếu như chúng ta xớt nước từ cốc thứ nhất vào cốc thứ hai cho hai cái mực nước bằng nhau thì mực nước mỗi cốc nó sẽ là 600 ml nước. Thì ta nói cái con số 600 này đó nó chính là trung bình cộng của hai con số là 800 và 400. Thì chúng ta đi vào cái bài toán thứ nhất. Tức là tìm số trung bình cộng của ba số 5, 6 và 7. Thì đơn giản như thế này, để tìm số trung bình cộng của 5, 6 và 7, tức là của ba số đó, thì chúng ta lấy ba số này cộng lại và chia cho 3. Đấy. Còn nếu mà tìm số trung bình cộng của bốn số thì chúng ta sẽ lấy bốn số đó cộng lại và tất cả chia cho 4. Đấy. Chúng ta có một cái bài toán ứng dụng đó là khối lượng con thỏ của tổ 1 nuôi là 1.300 gram, của tổ 2 là 1.700 gram, của tổ 3 là 1.200 gram và của tổ 4 là 1.800 gram. Hỏi khối lượng trung bình mỗi con thỏ là bao nhiêu? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính cái trung bình cộng của bốn số đó là 1.300 gram, 1.700 gram, và 1.200 gram và 1.800 gram, tức là bốn số này. Thì ta đặt lời giải là khối lượng trung bình mỗi con thỏ là, rồi sau đó là chúng ta lấy số trung bình cộng của bốn số này, tức là 1.300 cộng 1.700 cộng 1.200 cộng 1.800, đóng ngoặc lại chia 4. Tại vì đây là trung bình cộng của bốn số cho nên chỗ này chúng ta chia 4. Thì tính nhẩm cái này thì chúng ta thấy nó cái 1.300 với 1.700 thì cộng lại là 3.000 nè. 1.200 với 1.800 mình cộng lại là được cũng 3.000. Thì 3.000 cộng 3.000 là 6.000. Bây giờ mình lấy 6.000 chia 4 thì nó ra 1.500. Như vậy thì đáp số của ta là 1.500 gram, tức là khối lượng trung bình mỗi con thỏ là 1.500 gram. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét một cái bài toán của chương trình lớp 4 trong sách giáo khoa Chân trời sáng tạo đó. Thì chúng ta có một cái biểu đồ về cái chiều cao của bạn Hương vào đầu mỗi năm học. Và câu hỏi câu A nó hỏi là sau mỗi năm Hương có tăng chiều cao không? Đó. Thì câu B là viết số liệu về chiều cao của Hương theo thứ tự từng năm, tức là năm từ lớp 1 đến lớp 4 ha. Và cái câu số 3 là sau mỗi năm chiều cao của Hương tăng lần lượt bao nhiêu cm? Và trung bình mỗi năm chiều cao của Hương tăng bao nhiêu cm? Thì ở câu hỏi thứ nhất đó thì chúng ta hỏi nó hỏi là chiều cao của Hương có tăng không? Thì mình nhìn lên cái biểu đồ này mình thấy là ở cái mỗi cái cột mỗi năm sau á thì nó đều tăng so với năm trước. Thấy không? Tức là cái cột ở phía sau nó đều cao hơn cái cột phía trước này. Đó, như vậy thì cái đáp án của câu A của mình á thì mỗi năm chiều cao của Hương có tăng. Ở câu B á thì cái dãy số liệu thì ở đây nó cho sẵn rồi, mình chỉ cần ghi ra thôi. Còn ở câu C đó là nó hỏi là chiều cao của Hương tăng như thế nào của năm sau so với năm trước. Thì cho thấy là chiều cao của Hương mà so năm lớp 2 mà so với năm lớp 1 đó thì nó tăng là mình lấy 127 này mình trừ 122 thì ra là 5 cm. Rồi so với năm lớp 2 thì chiều cao năm lớp 3 là 132. Mình lấy 132 này mình trừ cho 127 thì cũng ra 5 cm. Và so với năm lớp 3 thì chiều cao năm lớp 4 của Hương đó là 140. Vậy là lấy 140 mà trừ cho 132 thì ra 8 cm. Như vậy thì ở đây mình đã giải quyết được câu C. Còn ở câu D là nó hỏi là trung bình mỗi năm chiều cao của Hương tăng thêm bao nhiêu. Thì mình lấy số trung bình cộng của ba số lúc nãy mình tính đó là 5, 5, 8
Tức là năm thứ nhất á, thì tăng được 5 cm, năm thứ hai tăng được 5 cm, năm thứ ba tăng được 8 cm, và lấy trung bình cộng của ba số này thì nó ra là 6 cm. Như vậy thì đáp số của bài toán là câu A, chiều cao của Hương có xu hướng tăng lên đó, và giải số liệu thì mình viết ra. Còn câu B á, là mình sẽ đáp số là lấy chiều cao của năm sau trừ chiều cao của năm trước và ra 5 cm, 5 cm và 8 cm. Và câu D là mình tính số trung bình cộng của ba số ở câu C. Đây, xin chào và hẹn gặp lại các em.